thứ sáu tuần 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai giả đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Suy niệm hôm nay qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu giải quyết vấn đề ly dị bằng cách đưa người ta trở lại với thuở ban đầu tạo dựng và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người. Trong sách Sáng Thế, đoạn 2, câu 23 và 24, chúng ta thấy ý định và quan niệm của Thiên Chúa là hai người kết hôn với nhau sẽ ràng buộc vĩnh viễn đến nỗi họ trở nên một xương một thịt. Ý tưởng đó là nền tảng trong sự hiệp nhất bền vững của Adam và Eva. Họ được tạo dựng vì nhau chứ không cho ai khác. Họ là kiểu mẫu và biểu tượng cho tất cả thế hệ mai sau. Đức Giêsu giải thích rằng ông Môi-se cho phép người ta ly dị như một sự nhượng bộ, bởi vì ý tưởng đã mất. Đức Giêsu đưa ra tình trạng hôn nhân lên một địa vị cao trọng trước những ai sẵn sàng chấp nhận các giới răn của người. Dù lập gia đình hay độc thân, phải nên thánh vì Chúa. Đức Giêsu cũng đề cao lý tưởng cho những ai tình nguyện từ bỏ đời sống hôn nhân để sống vì nước trời. Cả hai bậc sống, hôn nhân và độc thân, đều là ơn gọi từ Chúa để sống một đời sống thánh thiện, nghĩa là sống như đôi vợ chồng với nhau, hay như những người sống độc thân, không phải sống cho mình, nhưng sống cho Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta không phải là của riêng mình, nhưng nó thuộc về Chúa. Người ban ân sủng và sức mạnh cho những ai muốn bước theo đường lối thánh thiện của người trong bậc sống của mình, có tìm kiếm Đức Kitô, lạy Đức Giêsu Kitô, lời mời gọi nên thánh của Chúa dành hết cho mọi bậc sống. Xin thánh hóa đời sống chúng con, hôn nhân cũng như độc thân, để chúng con có thể sống như những người con cái được thánh hiến cho Chúa. Xin cho chúng con nên men trong một xã hội coi rẻ tính chung thủy của bậc sống hôn nhân, đức trong sạch, để chúng con sống cho một mình Chúa mà thôi.